Hello, chào các bạn. Trưa hôm nay mình tiếp tục mình review cảnh làm nông nghiệp ngoài nương đó nha các bạn. Đây là khâu ngắt đọt dưa, là khâu quan trọng của thời kỳ của mình trồng dưa đây các bạn. Mình ngắt đọt để nó rỉ nhánh á, rỉ nhiều để nó ra trái ra sai các bạn. Bắt đầu bà chị đang ngắt đọt nè, anh biết đang dọn cỏ xung quanh. Hãy trải nghiệm cùng với bà Tư Quyên bạn. Dưa giờ nó lên rồi, xanh bông bỡn bạn đây. Đọt dưa đây bây giờ mình ngắt ra nha các bạn. Mình ngắt ra đỡ khi mà đây này các bạn, nó nứt ra nhiều nhánh để cho sai cành, ngắt hết các bạn. Chị ngắt này, ngắt đọt này. Dưa mình trồng hôm nay còn 17 ngày rồi bạn, còn tầm 44-45 ngày nữa bắt đầu trái chín các bạn ơi. Dưa trong mà khoảng 2 tháng là mình bắt đầu thu hoạch được rồi. Giá dưa nó hạ chắc tầm 2 tháng rồi, giá dưa chắc lên các bạn ơi. Chứ dưa mà nó hạ có 2-3 ngàn đồng ký gì chắc làm nông nghiệp chắc không đủ vốn á. Quất quẻ các bạn, giờ trưa nắng quá trời nắng á. Bên đây mà chưa ngắt nha bạn, đột dưa nè. Đó, đoạn rồi mình lại kéo mình ngắt cái đây. Ngắt cái thân đoạn ra đây nè bạn. Đó, mình ngắt kia nè, để nó ra canh lại bạn. Phía này là dưa ngắt tốt, dưa này ngon lắm các bạn ơi, lên ngon lắm, tốt. Làm review chị và đang ngắt nè. Bấm đọt đó, bấm bỏ đọt các bạn, để nó nứt ra nhiều đọt nữa, nó nứt ra 3-4 đọt đây. Sau này nó ra nhánh này, nó ra trái rồi cho nó ngon. Bấm đọt kìa, nứt ra nó đọt sau mình review các bạn xem. Nứt ra nhiều lắm. Bí đang cuốc mấy cỏ xung quanh này cho nó khỏi lên rạp rạp. Bấm đọt các bạn, bấm dọc lên, bấm theo hai hàng. Mình vừa đâm dưa con chú các bạn. Đâm dưa đây là mình đào lỗ bên trong và xác bên đám bí này. Đây là mình dưa đây mình trồng kiểu đào hầm đào hố nha các bạn. Kiểu đào hầm đào hố nè. Lên tốt cơ bạn ơi. Mới con 6-7 ngày mình không xuống mình review lại mà bữa nay dưa lên cao ngon. Bấm đọt rồi bạn. Đây cũng đang bấm đọt các bạn ơi. Bấm đọt để cho nó nứt nè. Chú đang bấm đọt bạn, mình làm mình review bạn xem. Trời nắng quá các bạn ơi. Quá nắng. À, đang cắt đọt nè, chúng đang cắt đọt bạn, nắng quá nắng các bạn ơi. Đó. Mình cũng như mình gieo mình chỉ đạo cho tụi nó làm vậy chứ. Đừng không nó khó quá. Dạ. Bấm bấm cho mình với. Dạ. Chú sợ yếu ở cái khu vực đây mà. Ra tay đọt. Dạ. Rồi chú bên đây, bên kia vợ chồng biết không, đang cuốc đất đang bấm đọt phía bên kia bạn. Vừa bắt đầu bây giờ thời kỳ đang phát triển tốt lắm bạn ơi. Tông cho được giá bà con nông dân được mua cho. Bên kia ông chú chắc đâu giờ bắt đầu trồng rồi cháu chú. Giờ trồng sâu hả? Giờ trồng bắp hả? Chú đang cuốc đất trồng bắp cho bạn, mình lên mình review cho bạn xem luôn. Đang đứng với ông chú các bạn, đang trồng đám thứ hai. Đám thứ nhất ở phía ngoài đây giờ bắp nó lên rồi các bạn ơi. Đám thứ ba. Đám thứ ba chú. Đây đám sát bên đám của ông chú Phước. Cũng xanh bắp lên rồi bạn, mình đỡ quen review bạn. Đây giờ chúng đang đào lỗ trồng tiếp đám thứ ba. Đây mình cũng trồng bắp luôn bạn. Bắp nếp 2,5-3 tháng này. Quất quẻ quá các bạn ơi. Cũng gần xung quanh của đám bí rồi luôn các bạn.
Đem thứ hai lên đem kia. Dạ, đem thứ hai kia hả? Đem thứ nhất lên kia. Dạ. Cô bà cũng đang làm cỏ bắp đây. Mình que cho cô đang làm cỏ bắp nha bạn. Bắp lên rồi, còn chú đang trồng bên kia. Đám này cũng lên nữa bạn ơi. Bắp giờ lên ngon rồi bạn. Đang ngồi với cô làm cỏ này. Trưa giờ bắt đầu nắng lên quá các bạn ơi. Vợ mới tặng cái mũ nha bạn. Đậu cho nắng đi, bệnh hôm nay bị nhiễm như Covid của bạn ơi. Nắng quá nắng. Các bạn thấy đẹp hay cho một like một đăng ký bạn. Để mà có động lực mình đi làm những cảnh nông nghiệp của người dân. Trồng bắp, trồng dưa. Trên luôn rồi các bạn. Làm người nông nghiệp. Nghe nhổ từng cây cỏ các bạn ơi. Quắc quẻ quá. Cô nó không bỏ công làm lời nhổ cỏ bớt bông khoan còn lại do khoan rồi giờ nó vét kẻ nó mắc quá mình bỏ thêm ít phân chuồng. Phân chuồng là phân urơ các bạn, phân bò của người dân đây thường là bỏ phân bò nữa, bỏ thêm. Cái phân thì mắc là bỏ phân kia thôi chiều nấu. Dạ. Đó, mình xới mình nhổ từng tí các bạn ơi, để bắp nó lên. Vậy mình nhổ vậy cho chừng nó lên nữa. Dạ. Không biết thôi. Nhanh các bạn, mới mười mấy ngày mà bắp nó lên ngon các bạn. Chú đám thứ hai nha bạn. Bắp giờ nó cũng đang lú mọc lên bạn ơi. Đám thứ nhất là đám đây các bạn. Sát bên đám của cô với cô chú Phước đó. Đây đám thứ nhất còn chú nè. Giờ ổng đang làm đám thứ ba tiếp tục. Trồng bắp không bạn. Bắp nếp 2 tháng rưỡi 3 tháng. Sát bên đám của cô bạn. Cái bờ ranh vợ chồng bé cũng đang ngắt đọt dưa phía dưới đây. Thì mình lên đám cũng trồng dưa phụ bạc nha bạn, trồng nhìn bé nè, hôm trước trồng giờ bỏ cho chuẩn bị nó nước mắm nữa bạn ơi. Đây người ta trồng nó không có đồng điều nha bạn, người trước người sau đỡ có giá kẻ là giá nó không ở trên lệch giá người dân buôn bán là được nha bạn. Đây giá là đám người ta thì người nào trồng trước thì bán trước giá kẻ người ta trồng sau chứ không có trồng đồng loạt hết. Phía bên đây cũng đang trồng dưa phụ bạc bạn, trồng dưa bí này, mô hình trồng dưa phụ bạc nảy mâm rồi bạn. Dưa phụ bạc đám này trồng sâu giờ đang nước mâm nữa các bạn, cứ một lỗ một hạt nha bạn. Món nảy mâm đây, phía trước mặt mình có đám dưa cao lắm bạn, người dân cũng cắt đọt cái giờ nó lên cũng sum sơ lắm. Nắng quá nắng bạn, trưa này nắng quá nắng. Chú không qua đám nhất nhổ cỏ nha bạn. Nãy giờ ông đang đào đất trồng đám thứ ba. Chú không làm bắp không các bạn ơi, không có làm dưa. Giờ tranh thủ nhổ cỏ rồi để bỏ phân thêm nha bạn, bỏ phân chuông. Giá phân rồi nó mắc quá mắc nên mình bỏ xen canh các phân hữu cơ nha bạn. Vậy bà cắt lên tới đây nè bạn. Nhanh cơ bạn ơi. Bé nè cú bên kia nè. Nãy giờ mình review các cảnh xung quanh của người dân làm nông nghiệp ở quê tôi Phú Yên nha bạn. Trồng dưa, trồng bắp. Vợ chồng bé cắt lên tới đây bạn ơi, bé còn cái cỏ kia chưa xong. Ơi chào các bạn, trưa hôm nay mình cũng review của người dân làm nông nghiệp cảnh quan trọng là cảnh tỉa cành dưa nha bạn, cắt bỏ đọt để nó nứt lên. Mình cũng làm cái cảnh của người dân làm trồng bắp trồng dưa nông nghiệp xung quanh đây. Giờ trưa mình cũng kết thúc nha bạn. Nắng quá các bạn ơi. Vợ chồng bé rồi làm sao? Mấy cô chú cũng làm sao bây giờ mình review các bạn mình xem tới đây, bữa sau mình tiếp tục nữa vô nước canh mình review tiếp. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Các bạn thấy hay đẹp thì cho một like một đăng ký nha các bạn.